아, 그래요. 자, 이거. 슬라이드 봐. Rồi, nay chúng ta mới sang giờ bài giới thiệu về Node.js và mô hình lập trình Node. Thì chúng ta sẽ có những cái phần nội dung như sau này. Đầu tiên JavaScript, mô hình Node, tính năng RE/PL, thi hành chương trình Node và quản lý package. Thì hôm nay chúng ta mới học về lại về Node cơ bản. Thì nó gồm có những cái gì? Thì đây là về cái giới thiệu về JavaScript như là Node.js. JavaScript thì nó được ra đời từ năm 1995 bởi cái ông của nợ gì mà vừa rồi làm CEO của Mozilla, cái tập đoàn Mozilla, ông đấy là chính là cha đẻ JavaScript. Lúc đầu tên của nó thì nó là Mocha thôi, xong rồi sau đấy chẳng hiểu sao kiểu hứng chí lên đổi tên thành JavaScript để ăn theo cái ngôn ngữ Java đang nổi thế bây giờ. Xong rồi nhưng mà tận từ năm 1995 cho đến 2009, tức là khoảng 14 năm, thì trong khoảng 14 năm đấy thì JavaScript nó vẫn cứ là ngôn ngữ phía client. Ngôn ngữ phía client là sao? Ngôn ngữ phía client tức là nó sẽ chạy ở phía trình duyệt, nó không thể nào mà ghi file, nó không đọc được cơ sở dữ liệu, nó không có gì cả, chỉ là chỉnh sửa những cái hiệu ứng ở trên website của chúng ta thôi. Thì đấy là cái tác dụng của JavaScript trong 14 năm. Và đến năm 2009, thực ra là 2008, là đã bắt đầu có Google bắt đầu là startup lên, đúng không? Bắt đầu có Google Search, các bạn có Google Search là từ những cái năm 2008, 2009 gì đấy, bắt đầu có. Và đến khi năm 2009 này thì Google nó mới open ra cái một cái loại server, một cái engine, một công nghệ để giúp cho máy tính, phải cài máy tính. Các bạn học Java thì có JDK đúng không? Thì đấy là cái server của các bạn, cái ngôn ngữ để biên dịch code Java sang ngôn ngữ máy. Thì ở đây đến năm 2009 thì cái ông Ryan Dan này ông ấy viết ra được một cái ngôn ngữ, một cái engine để giúp dịch code JavaScript trở thành code server. Và ông ấy đặt tên nó là Node.js. Node hay còn gọi là nút ấy. Nút, một cái nhánh nào đấy. Thì ông ấy đặt cái engine đấy là Google V8. Và từ đấy đến giờ là được khoảng chục năm rồi, và bây giờ đang là nó khởi đầu của cái thế của gọi là cái xu hướng JavaScript là từ năm 2009 cho đến tận bây giờ là khoảng chục năm. Và bây giờ thật sự là cái thời gian, thời đại của ngôn ngữ script, và cụ thể hơn là JavaScript, nó có thể là code từ phía backend, tức là xử lý logic này, đọc database này, lưu file này, rồi thì resize ảnh, các thứ các kiểu xuất vào Excel, là nó đủ mọi thứ. Sau đó đến code ở phía website hay phía giao diện thì nó vẫn như cũ thôi, hai mươi mấy năm rồi thì nó vẫn như cũ, là giúp chúng ta tiến hành được cái là làm hiệu ứng. Rồi sau này chúng ta học, nếu mà các bạn học theo web thì nó sẽ có thêm những công nghệ để xử lý tầng giao diện của web, như kiểu là Vue.js, Angular.js, rồi thì React.js, giúp chúng ta làm việc với cái giao diện nó dễ dàng hơn và nhanh hơn rất là nhiều, nhanh lắm đó. Và ngoài ra JavaScript hiện tại nó còn có thể code được app mobile, đó là React Native hoặc là Ionic, nó đang code được cả app mobile nữa. Tiếp theo, mô hình lập trình của Node.js thì nó giống như mô hình lập trình web khác thôi, nó cũng là ngôn ngữ phía client server. Thì client của chúng ta sẽ là cái trình duyệt, browser. Cái trình duyệt của các bạn ấy có một cái địa chỉ ở đây, có một địa chỉ ví dụ thân chỉ .com.vn hoặc là vnexpress.net chẳng hạn. Thì cái trình duyệt của các bạn có khả năng gửi một cái thứ gọi là cái tín hiệu request. Các bạn có cái domain, các cái domain chính là cái vnexpress,
gì đấy, nó chỉ là cái tên miền mà nó đại diện cho một cái IP, một cái IP của máy chủ nằm ở dưới đó, nó chỉ là đại diện cho cái máy chủ nằm ở dưới. Thực ra máy chủ của nó dơ bẩn của Việt Nam mình là 125.1 bao nhiêu ấy, 125 bao nhiêu đấy, là các máy chủ có mã cục ở đầu số của Việt Nam là 125 này. Sau đó thực ra là cái trình duyệt đấy nó sẽ gửi dựa vào domain, nó sẽ gửi request đến cái IP của cái con server, sẽ sử dụng xử lý logic cho cái trang web của bạn. Sau đó nốt gì ấy, nó sẽ nhận, nó sẽ đóng vai trò là lắng nghe những cái request này gửi lên, và nó phân tích những cái request gửi lên này dựa vào URL này, dựa vào những tham số của các bạn để nó tiến hành là tương tác với DB, đọc dữ liệu từ DB ra, sau đó trả ngược lại trình duyệt thì nó hiển thị được cái giao diện, hoặc lưu dữ liệu xuống database, sau đó điều hướng sang một cái URL khác. Thì đấy là cái code phía client server. Ủa đâu nhỉ? Rồi ok. Trong Node.js nó có một khái niệm rất là hay, và đặc biệt là cái này là cái đặc sản của JavaScript, đó là khái niệm callback. Callback tức là nó, chúng ta Node ở JavaScript nó có một cái trò là lắng nghe sự kiện. Ví dụ như chúng ta lấy con chuột, chúng ta hover vào một cái thẻ, chúng ta kích vào một cái chỗ nào đấy trên màn hình, thì đấy là khởi động, nó thực thi một cái sự kiện nào đấy trên giao diện. Sau đó JavaScript có cái cách code, đó là khi sự kiện xảy ra thì nó sẽ có một cái hàm viết ngay sau đấy để xử lý logic cho cái hành động vừa rồi các bạn. Thì cái đấy nó gọi là cái hàm tạo sau khi, cái hàm sẽ được thực thi sau khi sau khi một sự kiện được khởi động, thì cái đấy người ta gọi là cái hàm callback. Để con xem còn gì nữa. Cài đặt Node.js thì hôm trước chúng ta cài rồi đúng không? Cài đặt Node.js thì các bạn cứ vào node.js.org đây. node.js.org. Cứ tải cái bản bên trái này về cho tôi. Đây này, kéo lùi xuống tải cái này nhá. Đừng có tải cái này. Cái này nó là lattice feature, nhưng mà thực ra ấy, những cái nào các bạn lưu ý trong cái ngành của chúng ta này, cứ cái gì có đuôi chấm không thì tránh xa nó ra. Được chưa? Cứ cái gì có đuôi chấm không thì chúng ta tránh xa nó ra. Bởi vì nó chưa hoàn thiện đâu. Nó chỉ là mạng tính chất là có thể chạy được, nhưng mà chưa fix hết lỗi và còn nhiều lỗi bảo mật, thì tránh xa nó ra. Dùng những cái nào ổn định, có đuôi là chấm khác không thì là dùng. Được chưa? Lưu ý cho tôi cái đấy. Sau đó chúng ta, đấy là về chúng ta cài xong cái Node.js, thì đấy là chúng ta có bộ biên dịch. Sau đó bây giờ chúng ta cần có một cái tool code. Thì ở trong cái khóa này thì tôi không lựa chọn là Init Studio, mà tôi dùng Solimpact để code. Còn các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái IDE khác, ví dụ như kiểu là WebStorm này, rồi thì Atom, hoặc là sử dụng gì nhỉ, Visual Studio Code được của Microsoft. Tiếp theo cài đặt thì chúng ta cài lên và kiểm tra version của cái Node.js bằng cách là npm node cách trừ v, giống như hôm đầu tiên tôi nói, và npm cách trừ v để nó hiển thị ra cái phiên bản của npm. Được chưa? Còn đây là cái cơ chế làm việc của Node.js. Đây là cơ chế làm việc của Node.js. Cái đọc này thì dễ rồi đúng không? Đọc này read là đọc. Eval là viết tắt của từ evaluate, đánh giá và xử lý. Được chưa? Đây là một cái vòng đời của ứng dụng Node.js. Đầu tiên khi mà có request gửi đến từ phía ngoài, nó sẽ đọc request này gồm những thông tin gì, cần xử lý gì. Nó sẽ đẩy tiếp sang bên Eval và lại đánh giá và xử lý logic tương tác với cơ sở dữ liệu. Sau đó cái thằng Eval xử lý xong logic, lấy đủ dữ liệu, nó sẽ hiển thị ra màn hình, tức là print là hiển thị ra ngoài màn hình. Và từ đây người dùng có thể kích vào một cái nút nào đấy đúng không, kích vào một cái nút hoặc là gõ lại một URL nữa thì lại bắt đầu là vòng tiếp theo là lại print, Eval print. Đây là cái vòng đời của Node.js. Đây là viết tắt của từ REAPL, read này, read Eval print loop, còn thiếu chữ L nữa. Cái chữ L là một cái vòng lặp, thì đấy là cái chữ L. Wow, sau hai slide giống nhau. À đây. Rồi ok, xong đi. Các bạn ở đây các bạn đã học môn game chưa?
game game mobile. Hả? 2D thì game nó có cái khái niệm là vòng lặp game, các bạn có biết không? Có biết không? Làm game là không biết à? Game nào cũng thế nhá các bạn, lưu ý này, game nào cũng thế. Đó là nó luôn luôn có một cái vòng lặp chạy liên tục. Liên tục chạy. Và kể cả khi mà các bạn, ví dụ như tôi muốn vẽ một cái đường di chuyển của một cái sự vật ở trong game của các bạn ấy, thì thực ra là cái gì, khi mà để cho cái mô hình cái đối tượng này nó di chuyển được ấy, chẳng qua là cái màn hình các bạn chạy liên tục sau mỗi bao nhiêu lần chạy một giây. Ví dụ chúng ta xem phim ấy, ngày xưa có chương trình 24 hình trên giây đúng không, thì đấy là cái giới hạn mắc thường của cái theo dõi được, là vòng lặp của nó chạy 24 lần trên 1 giây. Để sau mỗi một cái lần di chuyển đấy, và sau mỗi một cái vòng đấy thì này, cái tọa độ của cái điểm ảnh này nó sẽ nhích lên một chút. Sau 1 giây thì nó chạy được vòng này, thì tức là trong cái 1 giây đấy nó đã di chuyển 24 lần. Nhiều hơn 24 lần mắt thường không thể theo dõi được, nhìn không thể rõ được. Ít hơn thì lại thấy nó chậm quá. Cho nên là cái 24 vòng lặp trên 1 giây ấy là để là chạy đi chạy lại một cái game, thì đấy nó là cái khái niệm về vòng lặp game. Chúng ta nếu mà các bạn có điều kiện thì code lại một cái game từ đầu, ví dụ có thể dùng JavaScript này để code một cái game chạy nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như game bắn bóng này, rồi thì game gì mà ngày xưa nó có cái thanh ở dưới ấy, có cái viên đạn nó nhảy bật vào, nó nhảy bật ra. Đấy, cái game đấy nó ứng dụng rất là tốt cho cái việc chúng ta tư duy làm game. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về game và vòng lặp game thì nên làm cái game đấy. Trước tôi từng làm cái game đấy bằng C#, thấy nó cũng khá là hay. Nếu mà các bạn có đủ điều kiện thì nên làm lại, thì nó cái tư duy làm game của chúng ta sẽ tốt hơn. Rồi, đây, chúng ta sẽ có cái câu lệnh, có cái những cái phép lệnh, cái lệnh đầu tiên ở trong cái nốt JS là như thế này. Đầu tiên ở cái command line, giống như hôm đầu tiên tôi giới thiệu cho các bạn ấy, nốt của chúng ta sau khi cài xong thì chúng ta có thể gõ cái lệnh là nốt enter xuống để bắt đầu vào cái màn hình lập trình nốt nốt JS. Thì chúng ta có thể là tạo một cái biến là va này fu bằng cái hello world, cái này thì biết rồi đúng không, chấm phẩy cái, sau đó là chúng ta tiến hành console.log giá fu, đó nó sẽ ra cái giá trị của cái biến fu đấy. Được chưa nhỉ? Còn khi chúng ta có một cái, đây là lệnh trên một dòng. Thì khi trong trường hợp chúng ta có nhiều lệnh chẳng hạn, thì chúng ta sẽ là như sau, ví dụ vòng lặp for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 100. Sau đó là y cộng cộng, và chúng ta bắt đầu mở ngoặc thì enter xuống nó tự thành cái dấu ba chấm. Enter xuống nó tự thành cái dấu ba chấm thì chúng ta viết dòng tiếp theo. Thì chúng ta tiến hành console.log ra cái y và đóng ngoặc ở đây, thực thi thì nó sẽ chạy đúng 100 lần cho chúng ta luôn. Được chưa? Thì đấy là cái lệnh ở trong JavaScript. Phần tiếp theo cái gì đây? Tôi bỏ qua phần này đi. Đây. Ở cái đoạn này, ví dụ như những cái mớ lệnh của tôi vừa chạy trên command line nhé, chúng ta muốn lưu lại chẳng hạn, thì chúng ta có cái lệnh này, đây là chấm save tên file, thì tôi sẽ lưu là chấm save này cách là bằng pt 13151 12151.js. Rồi xong rồi, lưu rồi. Thì đây code của các bạn đây. Đây. Đúng không? Đúng những gì các bạn vừa code rồi. Đó là cái lệnh save của chúng ta, và chúng ta muốn thực thi lại cái lệnh này. Muốn thực thi lại cái file này thì chúng ta lại nốt cách pt1 của đây là exit. Ctrl C đi. Exit thì siếc gì cho nó mệt này. Clear. Chúng ta muốn thực thi lại cái code nằm ở trong cái file JS kia thì chúng ta nốt cách pt12151.js. Có đúng đây không? Hello world và một vòng lặp. Bây giờ đấy là cái cách để chúng ta chạy một phần mềm Node.js. Tiếp là đây ghi nội dung ra file rồi. Load thì nó cũng có giống như kia. Rồi kệ nó đi. Để coi nó sẽ làm gì không.
Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ làm quen với thằng NPM ở trong chương trình của chúng ta có. Thì chúng ta sẽ làm như sau này. Lưu ý. Để tôi xóa tạm cái này đi nhá. Đây là cái bài của lesson ngày hôm nay của chúng ta, thì chúng ta sẽ làm quen thôi. Cuối giờ tôi sẽ dạy các bạn thêm về cái express kia. Document này. Note này. Lesson 5. Chúng ta để đây là in class. L05. Class. Rồi xong. Chúng ta sẽ mở cái command line ở trong này. Ở bên máy các bạn không có thì mở như nào thì hôm trước tôi dạy rồi đúng không? Mở trong mở cái thư mục ra xong giữ shift chuột phải thì nó sẽ có một open command window here hoặc là open PowerShell here, thì chúng ta mở nó ra. Và chúng ta có thể là viết những cái file JS ở trong này để thực thi nó. Thì chúng ta sẽ có như sau này. Ví dụ các bạn bắt đầu cài một các bạn muốn cài một cái thư viện nào đấy ở trong cái JavaScript, chúng ta có câu lệnh là npm cách install commander. Đây là một cái thư viện. Enter xuống. Xong, cái xong. Bây giờ chúng ta mở cái thư mục ra. Chúng ta nhìn cái node module không? Đây chính là commander, đây là thư viện và chúng ta có thể sử dụng nó để code được luôn. Hoặc chúng ta muốn cài thư viện về giao diện đúng không? Chúng ta có nghe thằng Bootstrap bao giờ? Đó, chúng ta cũng có thể cài thằng Bootstrap bằng cách như này, npm cách install Bootstrap. Xong, Bootstrap 3.3.7. Đây, có luôn. Có file disk, có file CSS, có file JS. Xong chưa? Có thế thôi. Thế là xong cái thư viện đấy, cài bằng npm cách install. Nhưng mà thực ra cách này chỉ là cài ở local thôi. Khi mà đi làm chẳng ai cài cái này, và cũng không ai theo cái npm từng cái một như này cả. Mà khi mà đi làm ấy, người ta sẽ sử dụng cái này, npm cách init. Wow. Đây, init. Thì sau khi chạy cái init này xong, các bạn điền đầy đủ thông tin, nó sẽ tạo ra một cái file tên là file package.json. Trong đấy người ta sẽ lưu trữ toàn bộ các cái tên thư viện và version của thư viện có trong cái project của các bạn. Sau đó người ta sẽ tiến hành là, các bạn có nhìn thấy tôi hay dùng cái thằng GitHub không? Các bạn đã dùng bao giờ chưa? Dùng chưa? Chưa. Bạn đi làm chưa? Có vẻ đi làm rồi đúng không? Ở công ty có dùng GitHub không? À, có dùng Git không? Bitbucket gì? Bitbucket thì thực ra Bitbucket hay là GitHub hay GitLab thì nó đều là Git cả. Nó như nhau cả. Thì ở cái project bạn làm người ta có đẩy thư viện lên. Có. Ở cái project bạn làm người ta có đẩy thư viện lên. Chỉ đẩy mỗi một file là bạn code cái gì nhỉ? PHP là Java hay là Java Android. Android thì nó cũng cần có thư viện đúng không? Nhưng mà không ai đẩy thư viện lên cả. Mà ví dụ như trong Android, như tôi thì chưa code Android mấy. Có code nhưng mà toàn làm mình thôi. Còn như ngày xưa nếu mà tôi mà làm bằng Java ấy, thì nó có một cái là gọi là cái Maven repository, thì người ta chỉ đẩy cái file và config cái thư viện lên thôi chứ không cần phải làm nhiều cái thư viện. Thì đây tôi sẽ demo cho các bạn. Name bằng L05 version 1 này, description là test PT12151. Entry index command rồi. Auto thiện TH. Yes. Xong. Được chưa? Nó sẽ sinh ra cho các bạn một cái file gọi là file package.json, nhìn thấy không? Được chưa? Trong này tôi tiến hành như sau. Tôi gõ npm cách install bootstrap --save nhé. Rồi, bây giờ các bạn coi cái file package.json này. Rồi, đây package.json, các bạn nhìn thấy bootstrap không? Nhìn thấy commander. Rồi, chúng ta tiến hành này. Xóa bén cái này đi. Xong chưa? Xóa đi rồi nhá. Bây giờ chúng ta gõ một câu lệnh npm cách install. Lại sinh ra node module. Trong này lại có bootstrap có bằng được. Được chưa? Đây là lý do vì sao người ta khi mà làm việc dự án lớn ấy, người ta không bao giờ đẩy thư viện lên, bởi thư viện nó rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà đặc biệt là các bạn nếu mà các bạn dùng Win ấy, thì cái cấu trúc, cái tên của để vào được những cái file ở trong nó rất là dài. Dài cực kỳ luôn. Các bạn xóa không xóa được không? Các bạn thử cài tôi một vài cái đi, con xóa thử thư viện để xem có xóa không. Không thể xóa được, và các bạn để xóa được các bạn phải đổi tên những cái thư mục này trở thành số nào nó ngắn ngắn. Xong rồi vài ba thư mục xong các bạn mới xóa được. Xóa từng thư mục một.
Chứ còn các bạn không thể nào có thể, nếu mà nhiều thư viện như này mà đẩy lên trên thì nó khó quản lý, thậm chí là không xóa được. Thì đấy là cái dở hơi của cái Windows. Thì khi mà làm việc nhóm thì người ta chỉ đẩy duy nhất một file này lên, và những cái file mà các bạn code của các bạn lên, chứ chẳng ai đẩy cái file package.json sang hay là nốt, là về nhà không ai đẩy cái thư viện nốt này lên cả. Thì đấy là cái cách chúng ta làm việc nhóm. Tiếp theo là về Global Package. Cái NPM này chúng ta có vài cái lưu ý nhá. Cái đầu tiên là chúng ta có câu lệnh NPM Tech Install. Được chưa? Các bạn sẽ phải về làm bài lát về cái NPM Tech Install này. Được chưa? Cái đầu tiên là cái câu lệnh NPM Tech Install. Thì NPM nó tự động nó tìm cái file nào tên là package.json, và nó tìm đến cái đoạn này này. Nó tìm đến cái đoạn này, dependencies và dev dependencies, để nó tiến hành nó tải cái thư viện này về. Như các bạn nhìn lên đây là bootstrap version 3.3.7, commando version 2.1. Thì nó sẽ tự động nó tìm nó tải trong project của bạn và ném vào trong cái thư mục là node module. Xong chưa? Còn nếu chúng ta muốn cài thêm một cái thư viện nào đấy nữa thì chúng ta tiến hành là npm cách install cách tên thư viện, ví dụ như kiểu là phong awesome như này chẳng hạn, được chưa? Thì tự động nó sẽ tìm ở trên mạng và tải xuống. Nhưng mà khi mà tải xuống cái thằng này, nó không lưu vào đây, nó không lưu vào trong này, không tự cập nhật. Và bây giờ nếu mà chúng ta muốn cập nhật, chúng ta phải thêm trừ save. Đó, xong. Thấy cập nhật chưa? Đó là cái npm. Còn khi mà chúng ta muốn những cái version của chúng ta nó là mới nhất ấy, dễ cực kỳ, chúng ta chỉ đơn giản là npm cách update, kiểm tra xem có cái gì mới thì tải về. Hiện tại nó vừa tải xong và là mới hết, cho nên không cần phải tải. Xong chưa? Đấy là cái npm. Còn một lệnh nữa, đấy là cái lệnh npm cách init. Nhớ không? Nhớ hôm nay không? Npm cách init thì là gì? Tạo ra file package.json với những cái config của chúng ta để ở đây. Đây, những config này. Xong chưa? Vẫn còn một cái nữa, đó là npm cách install cái gì gì đấy, xong cách trừ g. Trừ G là global, ví dụ như chúng ta hôm trước cài cái Express Template ấy, Generator ấy, đúng không? Thì cái đấy là các bạn thấy nó chạy xong nó chẳng vào đâu cả. Thực ra nó lưu vào trong, lưu tạm thời vào trong cái thư mục running ở máy của các bạn. Và cái file đấy các bạn nhìn thấy đâu? Các bạn phải bật cái phần không giấu file đi thì các bạn mới nhìn thấy. Thì là nó sẽ tải sẵn những cái cấu trúc thư mục cơ bản để cho các bạn. Sau này các bạn là Express cách new à? Có new nhỉ? Express cách tên thư mục, xong rồi trừ view bằng pack ấy, thì là nó sẽ bê từ cái chỗ mà nó lưu trước đấy đặt ra ngoài cái chỗ mà các bạn muốn đặt project. Được chưa? Đấy là cái trừ g là nó cài cho toàn bộ máy của chúng ta. Thì các bạn lưu ý cho tôi vài cái đấy là được. Tí nó sẽ được thực hành. À, rồi cái hủy liên kết này thì thôi, bỏ đi. Cái hủy liên kết đây, hủy thì là chúng ta có npm cách rm commander, chúng ta gõ thử npm cách rm commander, xong bỏ đi rồi. Bây giờ chúng ta ngó trong này xem có không, vẫn còn đấy, bậy mất rồi, chắc là phải trừ save nữa xem mất chưa. Rồi đi rồi, thì đấy là cái câu lệnh hủy một gói của chúng ta đi. Npm cách rm, không biết này có xóa hết nhỉ? Thế luôn, chắc là không có xếp. Được. Có ôn không? Tôi cũng chưa dùng cái này bao giờ. Npm cách rm cách ôn. Đi hết rồi. Không, nó vẫn còn này, không đúng, không, chắc là phải xóa từng cái một đấy. Kệ nào, rồi hàm require. Như ở trong Java chúng ta ở với đối tượng ấy, chúng ta muốn sử dụng một cái thư viện nào đấy thì chúng ta phải import, đúng không? Import cái namespace này có sợ nghe không hay là chấm
chấm tên thư viện. Xong rồi tạo ra một cái đối tượng của cái thư viện này mới thì chúng ta có thư viện, à, cái thư viện này, cái tên viện này chấm phẩy hoặc là cán bằng giá trị nào đấy đúng không, bằng new cái thư viện như này đúng không. Như trong JavaScript chúng ta không cần, chúng ta muốn dùng thư viện nào đây, và một biến nào đấy bằng require một cái đối tượng nào đấy, thế là xong, một cái thư viện nào đấy, thế là xong, hết phi, rất nhanh đấy trong Node.js. À, để coi xem còn cái gì nào, hết rồi. Đấy là bài như thế này của chúng ta chỉ có thế thôi. Và buổi sau chúng ta sẽ quyết về cái này. Bài tập lát phần này nó dễ hơn những cái phần trước. Chẳng qua chỉ là các bạn tạo dựng một cái project đếm một số từ 1 đến 1.000. Đếm hiển thị cho tôi 1.000 lần từ 1 cho đến 1.000. Sau đó là cài thêm cho tôi cái thư viện command. Để xong là bài. Làm luôn đi. Làm luôn, chấm luôn. Tất, lát 3 nó chỉ có thế thôi. Còn assignment thì nó sẽ khó hơn. Assignment thì tôi chấm express. Làm luôn cho nó xong đi. Gõ bằng nốt nhá, gõ bằng nốt xong lưu file nhá. Xong rồi sau đấy, đầu tiên này các bạn gõ bằng nốt, nốt là gõ bằng cái này này. Còn nhớ lúc nãy không, gõ bằng cái này này. Gõ đầu tiên, clear đi đã. Đầu tiên các bạn gõ nốt này, được chưa? Xong rồi viết code ở đây, ví dụ như kiểu và name bằng kiện th chẳng hạn như này. Sau đó viết một vòng for gì đấy, đóng mở ngoặc, viết như này, đúng không? Sau đó chúng ta chấm xếp vào. Sau đó chấm xếp vào là xong. Làm luôn cho đỡ quên. Yêu cầu là gì? Rất đơn giản, viết tên. Console log là tên của mình này. Sau đó là tạo, đầu tiên tạo cái link file name. Và tên này, tên của mình này. Rồi và tuổi age bằng cái gì đấy. Và hometown quê quán. Hometown bằng cái gì? Sau đó con số log ra, con số log thì mở trên ra và tiến hành việc tạo một loạt for từ không cho đến 1.000 để ra và lưu thành file, lưu file lưu một tên mình, tên của mã số sinh viên của mình. Rồi thì bạn nào chạy xong thì bảo tôi xuống xe một cái xong chuẩn bị luôn cho nó nhảy. Không, còn mấy assignment với cái bài lát 1, lát 2 nữa không ạ? Thông thẳng. Đọc lại, ngó lại slide xem còn cần cái gì không? Thank you.
gì làm sao đọc lại slide có vào được LMS không? New file dùng cái gì? Chấm xếp cách tên file. Yeah. Nhớ là có đuôi JS nhá, không nó không chạy đâu. Chấm xếp cách tên file. Cần gì? Xong chưa? Không hiểu. À, thế mới phải xem sửa lại. Thank you.
Không, nó là chấm điểm tuyển nhạc. Yeah.
tiền hết cũng phải vệ sinh. Thank you.
Thank you.
Thank you.
đang của máy tính xong rồi đào lên sản phẩm ở đây là tôi không có những cái dịch vụ động này dịch vụ động thì sẽ nhìn thêm rồi cái nhỏ nhỏ này thì sau này đi làm cho các nhà hàng thì biết sẽ có cái máy từ công việc ở đây là không dài đó sửa rất dễ nhưng mà phải ai không ạ? Hôm nay là đây ạ. Thank you.
Nào ai chuẩn không ạ? Em
Trong cái form khi mới
Thế nào làm được các bài giờ đến hết giờ cộng thêm 2 điểm của segment 1. Up cái file từ cái trình duyệt lên server lưu. Và đấy. Thì sẽ được cộng thêm 2 điểm của segment. Segment 1. Bây giờ luôn. Không. Up cái file vật lý từ trình duyệt lên thư mục của server. Không cần lưu vào database, chỉ cần up lên là được thôi. Không cần lưu vào database, chỉ cần up được cái ảnh lên server. Thế là xong. Còn ai chấm gì nữa không?